Rồi ok, chào anh em ha. Giới thiệu với anh em một cái mẫu máy 20 feet nhỏ chuyên xong một vạt tầm trung cho anh em ha. Đây là mẫu LC anh em. LC thì chuyên ngọt phèn cho anh em, không đi được loại mặn nha. Nói chung là nước nhiễm là không đi được nha anh em. Nó chuyên ngọt phèn thôi. Về cấu hình máy á thì nó sử dụng cái biến áp là E55 anh em. E55 dàn phết là phết lưng đồng nha, 20 feet. Đây là phết nhỏ nha anh em. Phết lưng đồng có 6 tụ lọc nguồn đầu vào nè, có 2 cây quạt tản nhiệt kèm theo 2 miếng nhôm giúp tản nhiệt trong quá trình anh em sử dụng nha, có 4 tụ nhân áp đầu ra. Đó, 4 tụ nhân áp đầu ra, một cảm 42. Ở cái phần băm á thì mình sử dụng là mạch lái là MCU 6 chế độ anh em. Thì có 3 chế độ đánh nóng và 3 chế độ thả lạnh thì tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Và clip sau á mình sẽ hướng dẫn chỉnh máy cho anh em nha, cũng như là test máy cho anh em. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi anh em. Đây. Mình sẽ nói sơ được cho anh em được nắm rõ nha. Thì ở mặt trước đây anh em mình có dán chữ đầy đủ cho anh em hết. Đây. Vạt, mát. Đó anh em, có mình có dán chữ đầy đủ hết anh em, cọc đỏ là vạt, cọc đen là mát. Công tắc phân áp thôi anh em bật lên là áp cao, bật xuống là áp thấp. Còn nút đỏ là chỉnh tần số anh em, nút trắng là chế độ. Còn hai cọc đen là co bóp, nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì để chỉnh chế độ thì anh em cứ bật tắt cái nút màu trắng nè. Thì nó sẽ chỉnh chế độ cho anh em ha. Nó có 6 chế độ thì mỗi lần anh em giữ cò anh em bật tắt á, thì nó sẽ chỉnh chế độ cho anh em thôi. Và nó cứ xoay vòng anh em. Nói chung là cũng rất là dễ chỉnh thôi. Nhưng mà anh em phải biết đường canh chỉnh nha. 6 chế độ thì nó cũng sẽ phải hơi khó chỉnh hơn cái mạch 2 chế độ một xíu rồi đó anh em. Đó thì đây là bản máy LC nha. Mình nhắc lại đây là bản máy LC anh em, chuyên ngọt phèn. Anh em tham khảo thì anh em tham khảo kỹ đúng mẫu nha anh em. Đó, thì hiện tại bên mình có rất là nhiều mẫu anh em, đánh bộ, đánh thuyền hoặc là nước mặn rồi mặn ngọt mình đều có đủ cho anh em hết. 28, 24 feet và cả 12 feet lớn, 16 feet lớn anh em. Nói chung là mình có đầy đủ các mẫu cho anh em thì tùy vào nhu cầu sử dụng cũng như là cái đầu sâu mực nước mà anh em chọn máy lớn nhỏ ha. Rồi thì mình sẽ test một đoạn để cho anh em tham khảo cũng như là hướng dẫn anh em chỉnh máy luôn nha. Thì anh em lưu ý á, đối với tất cả các dòng máy LC hoặc là DB3 thì anh em test á, thì bắt buộc anh em phải có tải nha thì máy mình mới kêu được anh em. Nếu anh em nào không có đèn như mình á thì cứ đơn giản nhất là anh em để hai cái vạt xuống nước, anh em gắn vạt và anh em để hai cái vạt xuống nước thì anh em test máy sẽ hoạt động bình thường thôi anh em. Đây mình đã gắn tải rồi anh em. Giờ mình sẽ test cho anh em nha. Đây là trước tiên ở chế độ đánh lì đây anh em. Chế độ đánh lì thì chỉnh chế độ á thì anh em cứ việc giữ cò và anh em bật tắt cái nút màu trắng thôi để mình lấy cây kẹp và mình kẹp chết cái cò lại luôn anh em. Quay có một tay cho nên là cũng hơi khó anh em. Đây mình đã giữ chết cái cò ha. Thì nút đỏ là chỉnh mạnh yếu như bình thường thôi anh em. Đây là chế độ thứ hai. Chế độ thứ hai là chế độ chọn 555 anh em. Xin lỗi, chế độ thứ hai là chế độ chọn 555 thì anh em có thể chỉnh được cái đu ti dày mỏng, anh em càng dặn lên thì cái đu ti nó càng dày anh em. Đó. Còn anh em càng giảm về thì nó sẽ trộn càng mỏng nha. Thì cái đối với cái chế độ này á thì anh em nên để dày một xíu anh em, nên để dày một xíu tầm hướng 12 giờ đổ lên thì nó sẽ hiệu quả hơn nè. Và kế tiếp anh em cứ giữ cò cho mình nha. Anh em buông cò anh em bật tắt thì nó sẽ không chuyển chế độ được đâu nha anh em. Bắt buộc anh em phải giữ cò rồi anh em mới bật tắt được. Đó, đây là chế độ chọn 4047 là chế độ thứ ba. Nó nằm là ba chế độ đầu là ba chế độ một vạt đó anh em. Đây là chế độ 4047 là anh em chỉnh được cái nhịp nhanh chậm nha. Đó, anh em càng giảm về nó sẽ càng chậm, anh em càng dặn lên thì nó sẽ càng nhanh. Đó, anh em nghe cái nhịp đó vừa phải là được anh em, đừng có nhanh quá mà cũng đừng có chậm quá anh em. Đó, anh em nghe cái nhịp vừa phải là được. Rồi kế tiếp là chế độ thả nè anh em. Chế độ thứ tư là chế độ thả cho anh em ha. Ở đây là thả xuống đường số thấp anh em. Đó thì anh em vẫn chỉnh được cái độ mạnh yếu này nè, cái tần số mạnh yếu nè. Và cái nhịp nhanh chậm nha. Đó, anh em vẫn tinh chỉnh được hết. Và kế tiếp anh em bật thêm nữa, đây là chế độ thứ 6. Xin lỗi anh em, là chế độ thứ 5. Chế độ thứ 5 là chế độ thả đa bật cho anh em. Đó, anh em cũng vẫn chỉnh được cái tần số mạnh yếu nha anh em. Đó, anh em coi cá nổi như thế nào á, cá lên như thế nào á mà anh em tinh chỉnh thôi. Đó, anh em càng vặn lên nó càng khỏe thôi. Đó, càng giảm về lại nhịp nó sẽ càng chậm anh em. Rồi tiếp theo là chế độ thứ 6 là chế độ cuối cùng đó nè, là một chế độ thả nữa nè. Ở đây cũng là một chế độ thả đa bật cho anh em. Thì ba chế độ sau đó là ba chế độ thả lạnh cho anh em.
thì sau 6 chế độ á, thì nó sẽ trở về chế độ ban đầu cho anh em là chế độ đánh lì đó. Thì anh em chỉnh lướt chế độ hoặc là như nào đó thì anh em cứ việc bật tắt xây một vòng á, nó đi hết một chu kỳ 6 chế độ thì nó sẽ trở về chế độ ban đầu cho anh em đó. Cho nên là cũng khá là đơn giản thôi, anh em lỡ mà chỉnh nó có bị nhảy chế độ á thì anh em phải chỉnh lại một vòng nha. Thì tuy nhiên anh em bật tắt á, anh em đừng có bật rồi để luôn ở dưới nha, anh em phải dứt khoát nè đó, anh em phải chứt khác cho mình nha đó. Anh em đừng có bật rồi để dưới luôn là máy nó không hoạt động đâu nè, anh em phải bật tắt một cách dứt khoát như mình vậy đó thì nó sẽ chuyển chế độ cho anh em nha đó. Anh em bật dứt khoát lên.